nào Nị? Nị ơi, Nị biết con chuột chủi không Nị? Hôm nay á, cô đọc một bài báo rất là thú vị về con đó nha. Thì á, như Nị cũng biết á, là chuột chủi là một cái loài chuyên đào hang, sinh sản và sống trong lòng đất. Đặc điểm của nó là đôi mắt ti hí. Nhưng mà hôm nay á, cô mới biết là thật ra chuột chủi con lúc mới sinh có đôi mắt rất là to. Nhưng do sống trong bóng tối lâu ngày nên đôi mắt của nó dần nhỏ lại khi nó lớn lên. Còn thị lực thì cũng thoái hóa hẳn, và nó gần như không phân biệt được sáng tối nữa. Do vậy nên chuột chủi rất là nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Khi nó bị ánh sáng mặt trời chiếu vào á, thì nhiệt độ cơ thể sẽ bị biến đổi lớn, hô hấp tăng lên và có thể dẫn tới hôn mê và cả chết nữa. Sống trong sự giả dối cũng vậy hả Nị? Ai sinh ra chả có đôi mắt to, ai sinh ra chả thật thà. Nhưng dần già lớn lên, một số người lại chọn lối sống lừa lọc, dối trá. Họ tự biến mình thành con chuột chủi đó Nị. Lúc đó mắt họ cũng nhỏ lại, không phân biệt được sáng tối, trắng đen phải trái nữa. Cho đến khi mọi thứ lộ ra dưới ánh sáng của sự thật, thì số phận của sự giả dối cũng giống như con chuột chủi kia vậy đó. Nên đó là lý do tại sao chuột chủi sợ ánh sáng mặt trời, còn dối trá thì sợ sự thật. Mà Nị thấy không, sống một cuộc đời dưới lòng đất với đôi mắt gần như mù lòa như vậy có đẹp tốt gì đâu Nị. Sao mình không thể sống trên mặt đất nè, nhìn mặt trời lên, ngắm trăng sao mà không phải sợ gì cả. Con chuột chủi kia chỉ là một sinh vật nhỏ bé, nó không có sự lựa chọn nên tội nghiệp nó. Nhưng mà còn mình thì sao? Mình khác mà, mình có quyền lựa chọn cách sống mà. Nên Nị nhớ nha, hãy lựa chọn sống sao cho tử tế, đừng làm con chuột chủi nha Nị. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.